Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, kẻ miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặn thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Sương nhẹ rơi, màn đêm như đang dần trôi. Có ai đang trôi từ xa? Là em như hương mùa thu trong chiều qua. Nhớ hay là quên rồi? Tay chẳng thể nào buông, đào hoa rơi trong lạnh lẽo, dẫu cho miên man một cõi, dù đau nhưng không sầu, không vấn vương điều chi. Nào có gian dối tràn sương đêm lạnh lẽo khiến cho nỗi nhớ đầy, như thanh xuân ngất ngây bọc quanh trái tim. Thời gian trôi nhẹ ngang bóng ai còn vương, mùi hương thoang thoảng gió bay thơm ngát. Trời xanh bao lạnh lẽo khiến hoa nào phai tàn, nên nhân duyên thế gian đành phải vỡ tan. Vượt qua muôn ngàn kiếp nào gian nan mấy khi là chưa tình cô giữ lại đôi phần kiếp trước.
giữ lại một phần kết trước.